Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì nếu như các bạn có theo dõi trên cái app AVV các bạn ha, app này, thì hiện bây giờ nó có thông tin là được KYC bước 1 các bạn ha. Thì nếu như bạn nào mà chưa đăng ký cái app AVV này để đào á, thì các bạn hãy lập tức đi vào mô tả video hoặc bình luận đầu tiên các bạn đăng ký đi các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ mở cái app AVV này các bạn. App này cũng khá lâu rồi các bạn, hơn một năm thì phải. Nói chung là hình như là năm năm rồi đó, hay là năm nay gì đó. Nói chung là đại khái là cũng lâu rồi, mình không nhớ rõ các bạn ha. Đó, thì khi các bạn đi vào app này, mình sẽ trở lại cho các bạn nha. Thì khi các bạn đăng ký vào các bạn sẽ đào con này nè các bạn, đào con VV này ha. Thì mình đào được 88.751 con VV các bạn ha. Thì cái cách đào của nó cũng giống như con sa, con co các bạn ha. Cứ 25 vòng là các bạn phải bấm một lần ha. Nếu các bạn không bấm á, thì nó sẽ ngừng đào các bạn nha. Cho nên là các bạn phải bấm ở đây nè. Nói chung là cái nút nó xanh lên là bấm thôi ha. Ở đây thì mình được xếp hạng là vị trí thứ 5 các bạn. Đây nè, vị trí thứ 5 nè. Thì các bạn muốn xem các bạn kích vào đây à, thì mình đang ở vị trí thứ 5 trên top mà những người ở Việt Nam các bạn nhé. Đây vị trí thứ 5 nè ha. Đó thì top 1, top 2, top 3 ha. Và 4 năm thì mình ở vị trí thứ 5. Rồi ở đây thì khi mà các bạn đăng ký vào, các bạn siêng năng á, các bạn có top 1 đến 10 á, thì các bạn sẽ có phần thưởng vô đây nè. Thì các bạn vô đây các bạn nhận nha. Thì cứ 7 ngày nhận một lần các bạn ha. Đây đếm đủ 7 ngày nhận một lần nè, 2, 4, 6, 7 nè, giờ một tuần á. Thì ở đây nó sẽ có 3 điểm nè các bạn. Nhận cái điểm này để sau này mình sẽ được, nói chung là tài khoản các bạn có độ tin cậy cao, thì các bạn có độ tin cậy cao á, thì các bạn dễ KYC các bạn nha. Nhưng mà hôm nay nó cho các bạn là bước KYC bước 1 các bạn này, chúng ta xem nè. Chúng ta trở ra nha, bấm mũi tên trở ra thì các bạn sẽ thấy cái dòng xanh xanh chỗ này nè. Đây xin lỗi, mình bấm ở đây. Đây nè. Đó thì các bạn kích vô đó, kích vô ha. Thì đây là cái phần mà nó nói KYC phần 1 các bạn. Thì mình có dịch ra chúng ta xem nè. Đây mình dịch ra tiếng Việt cho các bạn xem nè. Bạn nào mà chưa đăng ký app AVV đào thì các bạn đi vào trong cái ấy các bạn đào nha. Đi vào trong cái mô tả video và đầu tiên các bạn đăng ký nha. Đăng ký chứ không phải đào các bạn. Đăng ký để đào. Rồi. OKX Web 3.0 đang sống AVV KYC giai đoạn 1. Để đảm bảo hành trình của bạn đến tương lai của tiền điện tử với AVV KYC giai đoạn 1. KYC giai đoạn 1, một tải xuống ứng dụng OKX và hoàn tất OKX KYC của bạn. Tải xuống ứng dụng OKX. Nếu nút trên không hoạt động, vui lòng sao chép liên kết và mở nó trong trình duyệt Google. Sao chép 2 gửi UID OKX của bạn để xem xét ha. Làm cách nào để tìm UID OKX của bạn. Nhập UID OKX của bạn rồi chia sẻ nó lên X ha. Rồi thì cái thông tin là như vậy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm này. Các bạn mở lại cái app AVV đi. Các bạn phải nhớ KYC bước 2 các bạn nha. Cái bước 1 các bạn nha, không bỏ được. Rồi, bây giờ điều quan trọng là các bạn phải có cái sàn OKX các bạn ha. Để đơn giản thì mình cũng có sàn OKX rồi nè. Thì mình sẽ để đường link ở trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên. Các bạn kích vào nha. Cái sàn OKX nè, bây giờ mình sẽ mở lên ha. Thì cái sàn này các bạn phải KYC, thì KYC rất là dễ các bạn ha. Mình sẽ để đường link giới thiệu ở trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên. Các bạn ủng hộ mình cách sử dụng cái mã giới thiệu này ha, để các bạn đăng ký cho nó dễ các bạn nha. Đó, thì đây là sàn OKX ha. Rồi để xem là cái đường link giới thiệu ở đâu đây. Nó đơ, các bạn chờ chút xíu nha, nó đơ. Rồi, các bạn đợi chút xíu nha. Rồi, chúng ta xem nè, mình đã xác minh các bạn nè. Nó đã xác minh rồi, nó sẽ ra cái dấu hồi nãy các bạn xanh đúng á. Nè, không, các bạn thấy không? Đã xác minh nè ha. Đó, các bạn phải thấy được cái điều đó. Rồi, để xem là cái mã giới thiệu ở đâu. Đây, giới thiệu đó các bạn, một giới thiệu nè. Một giới thiệu này.
mình giới thiệu ha, mình kích vô đây. Đó, thì cái này các bạn nói chung là nhận cái này là cái phần mà gọi là cái voucher thôi các bạn, nó không 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 ngon lắm đâu. Nhưng mà mình sẽ để cái này để ủng hộ mình nha. Nói chung là ủng hộ nhau để cho vui thôi. Đó, thì cái đường link này mình để trong mô tả video lần đầu tiên. Hoặc là các bạn sử dụng Google Play, các bạn tải cái app xuống rồi các bạn điền mã giới thiệu đây vô. Ủng hộ mình ha. Là 285-2902 ha. Một là các bạn kích vào đường link, hai là các bạn đi vào Share Like ở đây, các bạn gõ OKX thì nó cũng ra nhé. OKX nhé, OKX ha. Rồi các bạn Enter thì nó cũng ra cái sàn này các bạn, cái sàn này. Đó, các bạn cài vô thì các bạn đăng ký. Đăng ký thì các bạn nhớ sử dụng mã giới thiệu của mình là 285-2902 ha. Sau khi các bạn đăng ký xong hoàn tất rồi, các bạn phải đi vô KYC. Thì KYC rất là dễ các bạn ha, các bạn cứ chọn ba gạch. Bạn chờ chút xíu nha. Đây nè, các bạn cứ chọn ba gạch nha. Nè, các bạn chọn 9 cái ô vuông nhỏ nhỏ nè. 9 ô vuông nhỏ nhỏ nè ha. Sau khi các bạn chọn vô, rồi sau đó thì nó sẽ có cái nút là xác minh. Xác minh chỗ này nè. Thì các bạn bấm vô, hoặc là bạn bấm vô cái mũi tên chỗ này. Thì các bạn làm theo là được, rất là dễ các bạn nha. Rồi, bây giờ là vấn đề là chúng ta sẽ lấy cái URL các bạn, UID các bạn của cái sàn UKX chúng ta thêm vào. Xóa đi. Rồi quay lại cái app Avive nhé. Các bạn đợi chút xíu nha cho nó ló lên trái, tại vì điện thoại của mình sắp hết pin rồi, cho nên là nó hơi chậm. Rồi. Sau khi các bạn sẽ cài xong cái sàn UKX và xác minh danh tính rồi thì các bạn hãy xem nè. Đó, vấn đề là chúng ta điền cái UID của UKX vào đây. Thì để lấy UKX, UID làm sao? Thì các bạn hãy xem cái hướng dẫn của nó ha. Rồi, bây giờ quay ra cái sàn UKX các bạn. Sàn UKX ha, rồi chúng ta chờ chút xíu. Rồi, các bạn lại tiếp tục bấm vô đây, vô cái ô vuông này cho mình nè. Đó, cái ô vuông, chính cái ô vuông nhỏ đó, chính cái vòng tròn nhỏ đó, kích vô đó. Kích vô đó ha, các bạn chờ chút xíu để cho nó chuyển sang nha, chuyển sang. Rồi, sau đó các bạn kích vô cái vòng này cho mình nè, mũi tên này nè. Mũi tên chỗ này nè, kích vô. Kích vô mũi tên các bạn, để cho nó chuyển sang cái hồ sơ ha. Và chúng ta sẽ lấy cái UI. Bởi vì điện thoại của mình nó sắp hết pin các bạn, nó nặng ha. Nên là nó tối thui vậy, nên các bạn đã đợi chút xíu. Đó, thì sau khi các bạn kích vô các bạn sẽ thấy ở đây là cái email ha. Đây là cái email. Email đặt tán lại sàn ngầu hết rồi. Ở đây các bạn sẽ thấy là UID nè. Rồi ở đây là cái dòng mình cần tìm nè. Thì các bạn hãy chọn bằng cách nào. Các bạn kích vô cái hai cái trang giấy này nè, chỗ này nè, thấy chưa? Đó. Đó, khi nào hiện đã sao chép rồi đó. Rồi sau đó các bạn quay ra, quay qua cái app Avive nha, copy rồi. Chúng ta xem lại là 766 766, rồi chúng ta quay trở lại đó, các bạn thấy không, nó nặng quá cho nên là nó bị như vậy đấy, do cái điện thoại nó sắp hết pin rồi. Các bạn đợi chút xíu nha, cho nó load lên xong cái mình sẽ ván vô. Rồi nó dăng ra thì mình lại làm vô đây các bạn, dăng ra thì mình làm lại các bạn, chọn vô đây đó, cho nó ra cái trang web ha. Rồi chúng ta kéo lên, chúng ta thấy cái ô này nè, ta dán vô đây nè các bạn, được chưa? Rồi đè vô đây, dán đó, được chưa? Rồi sau khi các bạn dán rồi, các bạn sẽ bấm cái gì? Các bạn sẽ bấm vô cái chỗ này là xe ở submit nè. Thằng này nó cũng lợi dụng giống như cái thằng INS của các bạn, tức là xe lên ít tiền chi để nó kéo cái lượt follow về cái trang ít của nó để nó kiếm tiền cái gì đó. Nói chung là chúng ta phải hiểu ngay là như vậy, tại sao xe lên ít,
là mục đích nó kéo follow về cái trang của nó để nó kiếm cộng đồng, thứ hai là kiếm tiền. Rất đơn giản. Rồi chúng ta phải bấm vào xe to submit nha. Rồi đến đây chúng ta chọn ít các bạn. Nói chung là xe lên trang của mình thì mình cũng hưởng lợi được xíu về cái bài đăng đó. Xong bấm đăng các bạn, bấm đăng nhé. Rồi các bạn nào mà chưa follow Twitter của mình thì các bạn follow luôn đi. Rồi sau khi các bạn bấm đăng rồi đó, các bạn hãy tiếp tục bấm submit nha. Rồi submit successful ha, có nghĩa là nó đã đệ trình thành công và xe lên X thì đã xe rồi mà. Xe lên rồi ha, để xem là có đúng như vậy không. Xe lên rồi thì chúng ta không cần xe nữa các bạn. Ví dụ mình trở lại ha, nó kêu xe 2-3 lần là nó sợ mình không xe nó mới làm như vậy á. Xóa. Rồi thì nếu như các bạn mà điền sai, các bạn muốn sửa cái UID này cũng được, thì bạn bấm vô đây, các bạn sửa lại cũng được ha, không sao cả. Rồi được chưa, rất là đơn giản nha, các bạn hãy làm nếu như các bạn đang đào. Còn các bạn nào mà chưa đào các bạn hãy lập tức đào đi, miễn phí mà. Sau đó thì các bạn hãy tiếp tục làm như mình ha, để chúng ta hoàn tất được cái hồ sơ của nó. Rồi các bạn lên X xem là nó có xe lên chưa. Thì cái Twitter của mình chính là Lý Việt MMO các bạn nhé. Cho nên là các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách sử dụng cái này ha, cái hồ sơ là tức là cái username nè, username này nè. Follow đi, mình follow rồi các bạn nhé. Mình có 2431 follow nhưng mà chưa mua tích xanh các bạn ha, chưa mua tích xanh. Đây nè, xe lên rồi nè các bạn thấy không, đó tuyệt vời chưa. Các bạn like đi, các bạn cho nó cái bình luận ha, các bạn nhớ tương tác với mình nha. Đó là hãy cai YC bước 1 nhé. Đó, đăng lên. Và các bạn nhớ ủng hộ bằng cách là sử dụng cái mã giới thiệu hoặc là đường link giới thiệu ở trong về cái sàn OKX ở trong mô tả video bình luận tiên các bạn nhé. Nhớ làm. Đó, mình bình luận như này để kéo cái bài tương tác của mình lên đó, vậy thấy các bạn nhé. Rất là đơn giản. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Nếu như các bạn thấy video này thú vị hãy cho mình một like trên video, cũng như đăng ký kênh YouTube của mình, sau đó bật cái chuông thông báo các bạn để khi nào có những thông tin mới nhất cập nhật thì các bạn kịp thời theo dõi. Và một điều nữa, các bạn cũng nhớ follow Twitter của mình nha, để mình sẽ follow lại cho các bạn nhé, để chúng ta cùng phát triển ở trên Twitter. Rồi thì bạn nào chưa đăng ký AVV để đào thì các bạn hãy lập tức đi vào mô tả video hoặc bình luận tiên đăng ký đi các bạn. Có mã giới thiệu, có đường link rồi và có video hướng dẫn rồi, các bạn làm theo là được rất là dễ dàng. Rồi cảm ơn các bạn và hẹn các bạn lại video sau.